بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur telah amnakun jumpa Allah jemecah salawat dan salam le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapun teng ah jeti kerup rob an. Ini yang bantu merir bayang tak tetiat tetu nak an sepeh mulutan kru neko jumnur bayang. Kami sabramun yang ban deng nu nejomenai nei pie tashirik. Đọc mọc dương bàn đăng âm bì phỏ tang bình chạy âm bì phiếp khó sông rồi có ba bà căm này tục vô xí rích. Hai dương có bàn đăng bì mùa là hết đài nôm ở các miền xí rích đồng bôn nơi lơ phải đầy nì. Chân thay này dương nâng bàn to tệ tô nâng bọc hết nơi xí rích. Ta xí rích miền bàn mạng bọc hết. Âm bơ xí rích miền bì bọc hết cư xí rích thống nâng sử dịch tội. Sử dịch thống, sử dịch thống cứ ca dục đẹp xên phơ chỉ đại cú mà nâng Allah chỉ mì cha đôi cổ rộp sạc rã nẹ nụ đôi cổ rộp sạc rã tới chung bố Allah chỉ mì cha đại ông bơ ní nôm ai chanh ông bì Islam nâng nôm ai rù liê ông bơ bôn cổ sò tàng ọ nẹ đại mang bộ bật nơ ông bơ sử dịch ní bà sân bà trâu sạp nâng sản phiếp chỉ nẹ phơ sử dịch ní nâng trâu nâu chi âm mặt tạc nông nổ rụ nâng mình sạp lời hai có mình tự tụ bàn nơ ca thu sạp bài âm phi toàn nạc cam xông bay bọn tạch lời bà này thà nẹ đã sạp nâng nông xế rích đòi mình bàn tàu bạch xông tố xa rập hiệp cùng học chôn bộ Allah chìm chắc môn nâng gọt bàn lìa trả lộ nì tờ tế cứ gọt nâng thất nâu nông nổ rụ chi âm mặt tạc hai đội dựng đằng hai thà được hai kỳ mắt được không nổ rũ cứ mình miên sẽ đầy sạc bằng to tiệt tề chẳng còn nừng ruộng nơi không nổ đòi miên sẽ đầy sạc hai nừng mình tự tụ bàn ca bằng thu bằng thòi tổ lời xâm rắm nẹ đá thua sử dịch chúng ta prophet ta sử dịch thông ní miên bằng mạng prophet prophet này sử dịch thông ông bơ sử dịch thông ní miên buôn prophet tìm mũi sẽ đích trong ca xâm đủ à bà này thá dương trong ca xâm đủ à bà dương nó dương bàn phơ nơ bà ca sẽ đích dương xong tụ à nẹp xên chìa mũi nâng Allah rư góp xên ông bị Allah vì bố thả ca xâm đủ à chìa bà phết nây ảy bà đạt chừng chìa ông bơ lò mũi chìa ảy bà đạt mũi đài dương phơ đâm bây chìa ca cổ rụp tại chúng bộ Allah chìm cha yang thông bằng phật nít ca xâm đùa lơ pinu tít vi chìa rư kèo nơi ai bà đặt chứ mình trâm ta chìa bà phết nơi ai bà đặt tiếp bằng ta chìa bà phết mũi đa chìa rư kèo nơi ai bà đặt tại mặt đòn Nabi Yêu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lúc bà miên prasa tha ad du'a u huwa l'ibadah mình này tha du'a ca buông xuống cư chìa ai bà đặt cư chìa ai bà đặt Allah chim chắc bàn miên bần tù thà và qa là rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin miên này thà mà chắc rõ bà bụi nẹ bàn miên bần tù thà cho bụi nẹ buông xuông xong chung bùa dương chó dương nâng tù tù dô ca buông xuông rõ bà bụi nẹ bà gọt ná bụi đà cỏ ớt cỏ tôm trong ca cỏ bà sạc rạ mộc chung bùa dương bố kê nâng chôn rũ giang à mạc bóng phật sở gò phiết ai dạy tí học sập thông ai dạy ní bà chạy thà Allah chìa mì chá bàn pra ai dương tượng ọc ní buông xuông xong tụ á âm bì trùng hai pra bàn đã bà chạy thà ai xong tơ trùng tòa xong tơ chung bố quát tòa cứ mình ai xong tam rồi dạ nô nạ bàn tế bà tọc máu quát bà chạy thà nẹ đài mình xong quạt nẹ đài mình xong đủ à cư trên nẹ đài ta cà bồ nẹ đài uốt cái anh càng
hai nẹt đại ốt kể cán là tập hòa bảo vệ cứ châu nó nóng nó rụ châu tập nóng nó rụ nếu phép đàm miên ca bằng trẻ thà đủ á cư trịa ý bà đát đủ chứ này ca xong nẹp xên cao bị ổ lọ cư trịa ổng bơ xế rích bà này chẳng bơ xế rích cư ca lia dục nẹp xên mở lia lắm nâng ổ lọ nông ca thơ ý bà đát nông ca thơ ý bà đát cổ rốt tâu chẳng bố Allah chia mẹ cha đôi ní nô na mà nè xong tụ à ông pi nà bi rư có ông pi mà lại cắt rư có ông pi và lý rư có ông pi nô đại dân người ta cụ bố rư ông pi thmo rư ông pi à vay sen tiệt không trong nào mà khổ đẹp ó cứ chia nẹt phơi sẽ địch cứ chia nẹt phơi sẽ địch ban này tha nẹt na có đòi nẹt đại dương xong tụ à nu tụ bay chia mà nu đại lo trên kia bằng phật cứ là vì dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam cứ dương mình ai xong bàn thì tụ bay chim bà lại cắt đại lo trên đằng đại lo trên kia bằng phật cứ Jibril alaihi salam coi dương mình ai xong bị cọt bàn tay tụ bay bọc cô nu đại dương kết tha chia bọc cô đại lo chia bọc cô đại lo cha chia và ly coi dương mình ai xong ông pí phụ quạt bàn đài còn mình ai xong tụ ông pí phụ quạt bàn đài chứ xây có đòi chứ bơ mình nu lọ bọc phật mà lại cắt lọ bọc phật chất tục thay chi bà ca sẽ đích dương mình ai thuộc bàn thái cao pí nu cứ rất tài ham quạt tự tiệt rất tài khóc nâng chứ bắp thông tự tiệt ông lắc chim chắc bàn miệng bàn tù ta ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون آية 17 من ايتها جنة بان بون سوء نعب سين روم جموي نن الله دعوك مين فاتا مجاء بد براقاتنا كا توتور ربوكي كو ستت لو مجاة ربوكي بدنا نعب دائر براچان نوك miền ban chay chùm nẻ lời chân tụi anh ấy cứ chụp bài hỏi Allah subhanahu wa ta'ala ban bà chị ta nó là hai đài xong tụi a rùm xong tụi anh ấy sẽ rùm chùm mùi nâng Allah cứ Allah nâng tu tọt bình chi nâng chùm rè bình chi kê nú hai cột ban bình chị ta nẹ đài bà chăng nâng mình miền chay chùm nẻ lời bà này ta nẹ đài dù à xong bị nẹp xế tự bàn chặt tục thà chỉ nẹp bạch trắng tự bàn chặt tục thà chỉ nẹp đã miễn iman không chung lòng phát tang đại bạch chia tha ca xong dù à cứ chia ai bà đắt hai ca xong nẹp xế ông ca xong ông pi nẹp xế cứ chia ông bờ xế đích cứ bật tu rồi bỏ lót đại miễn sạch đại tha fa ida rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون سوره العنكبوت ايت 65 មានន័យថានៅពេលពួកគេជិះលើសំពៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រពួកគេបានបួងសួងអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយចិត្តស្មោះក្នុងការប្រណិប័តចំពោះទ្រង់តែដល់ពេលទ្រង់បានសង្គ្រោះពួកគេដល់ត្រើយពួកគេបែរជាធ្វើឈរិកចំពោះ trong tờ hình bà này tha nơi bê đà miên cru nơi bê đà ơ ti bưng mình đăng tha bưng nô na mà nè nông chùm nông mà khổ cứ nơi cần đa tây giả mọt hai cầm bông tà miên cru thân ạ khơi tha mình miên nô na mà nè à chùi bàn thề vụ kê có bàn nức tờ rốt mà cha tài mùi cột nức tờ rốt Allah chìm cha tài mùi cột xong ao trông chui rụng đọt tục của bộ kế đại bộ kế cầm phong tại chùa bờ tè con thép tôi tự mình nơi pe đại Allah ao bộ kế bàn sóc tập lập một tè vĩnh một lực cầu vĩnh bộ kế bài chia từ ở cùng từ chấm phù niệm sen ban đây thả bộ kế nơi tại bản to và bật âm bơ sẽ rích cả buồn xuống từ chấm phù nẹp xên rùm chư mùi nâng Allah chư mì cha nếu Allah bàm chạy thác nếu bê đà miên cửa plek ọc nẹ đà thọc buông xuông bì môn màu đăng hát ấy bàm chạy plek ọc đòi xa thật đăng thạp bộ kế mình ác chui bàn chẳng hát bàm chạy bộ kế
buông xuống sông ta Allah chìm cha ta mưu cốt phần tay nó phê đẹp bàn màu bàn cái đây sọc vinh sọc sọc ai thòm bà mà nơi lơ cốt lịch à vậy đẹp bộ kế bàn thờ bì môn hai có bàn to ca buông xuống sông bì nẹp xến đây cái đại dân hai tha chìa phra ca xe rích bàn to tự tiết trúng bàn prap ông bì bộ nẹ thơ xe rích thà bộ kế bàn thờ phra ca xe rích khi nông khả nạ ពេលពួកគេបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពតែពួកគេមានចិត្តស្មោះមានចិត្តស្មោះឬយើងហៅថាអ៊ីខ្លសក្នុងខណៈពេលពួកគេជួបប្រទះនៅគ្រោះភ័យចុះបើចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើចរិតទាំងក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាពនិងក្នុងពេលមានគ្រោះភ័យតើទៅជាយ៉ាងដូចបដិសេធទៅបានន័យថាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ឬក៏លើកយកឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញនេះបានន័យថានៅពេលដែលគ្រោះភ័យសុំពីអល់ឡោះពេលដែលសុខសប្បាយភ្លេចសុំពីអ្នកផ្សេងផងសុំពីអល់ឡោះផងអញ្ចឹងអាមនុស្សប្រភេទនេះអល់ឡោះចាត់ទុកថាខុសហើយចោះទម្រាំនឹងមានមនុស្សខ្លះនៅសម័យឥឡូវយើងនេះនៅពេលដែលមានទុកក៏ទៅសុំអ្នកផ្សេងពេលដែលមានភ័យក៏ទៅសុំអ្នកផ្សេងពេលដែលសប្បាយពេលដែលមានសុខក៏នៅតែសំអ្នកផ្សេងបានន័យថាស្ថានភាពរបស់គាត់រឹតតែយ៉ាប់រឹតតែអាក្រក់ជាងមនុស្សប្រភេទដែលអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាបានរំលឹកអំបញ្ញមិញទៅទៀតបានន័យថាបាបកម្មរបស់គេកាន់តែធ្ងន់ជាងអាក្រក់ជាងអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានាតាអាឡាបានរំលឹកប្រាប់ក្នុងកូរានដែលថាគាត់ពេលដែលមានគ្រោះនឹកឃើញអល់ឡោះតែម្នាក់ដល់ពេលបានសុខសុខភាពមកវិញក៏នៅបន្តធ្វើប្រការជិរិកជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាជិរិកប្រភេទទី2ជិរិកក្នុងការនៀតឬក៏ក្នុងការតាំងចិត្តក្នុងគោលបំណងរបស់យើងអញ្ចឹងការតាំងចិត្តការនៀតរបស់យើងនេះក៏អាចធ្លាក់ក្នុងប្រការជិរិកដែរគឺយ៉ាងដូចម្ល៉េះទៅវានោះគឺការធ្វើទង្វើអ្វីមួយដោយគិតចង់បានឬក្នុងគោលបំណងចង់បានអ្វីមួយក្នុងលោកីយ៍នេះឬមួយចង់ឲ្យគេឃើញឬចង់ឲ្យគេឬចង់ឲ្យគេសត្សាដូចជាក្រុមពួកមានពុតត្បុតដែលហៅថាមូណាហ្វិកដោយគ្មានលាយឡំក្នុងគោលបំណងនៃការធ្វើនៅទង្វើរបស់គេនោះសម្រាប់អល់ឡោះឬក៏ថ្ងៃអាខិរ៉ាតឡើយអ្នកដែលធ្វើបែបនេះគឺជាអ្នកធ្វើជារិកធំបានន័យថាក្នុងការធ្វើអំពើល្អអ្វីមួយក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតអ្វីមួយក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ្វីមួយគឺគោលបំណងរបស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់មិនបាននឹកឃើញចង់បានប៉ះឡើអំពីអល់ឡោះទេមិនបាននឹកឃើញចង់បានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះទេមិនបាននឹកឃើញចង់បានអ្វីដែលជាថ្ងៃគេអាម៉ាទេក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់នឹកឃើញតែផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទុនយ៉ានេះដូចជាដើម្បីមុខមាត់ដូចជាដើម្បីឲ្យគេអួតសរសើរដូចជាដើម្បីទទួលបានលាភសក្ការៈនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនៅក្នុងទុនយ៉ានេះនិយាយរួមថាគាត់ធ្វើអំពើល្អគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតនេះដោយសារតែគាត់ចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍ទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ចង់ធ្វើសតកោដោយសារអល់ឡោះសន្យាថាអ្នកដែលធ្វើសតកោអល់ឡោះនឹងតបស្នងរីស្គីឲ្យគាត់វិញច្រើនលើសពីអ្វីដែលគាត់បានបរិច្ចាគចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើសតកោគាត់ព្យាយាមធ្វើសតកោគាត់សង្ឃឹមថាអល់ឡោះសុបានាហូវតាឡានឹងឲ្យរីស្គីរបស់គាត់វិញច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់បានបរិច្ចាគប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អត់មាននឹកឃើញដំធ្វើដើម្បីអល់ឡោះទេអត់មាននឹកឃើញធ្វើដើម្បីចង់បានប៉ះឡាអំពីអល់ឡោះសុបានាហូវតាឡាទេនឹកចិត្តរបស់គាត់នឹកឃើញតែចង់បានប្រយោជន៍នៅក្នុងទុនយ៉ានេះនេះហើយគឺជាប្រការជិរិកនេះហើយគឺជាប្រការជិរិកអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាមិនកានយូរីឌុលហាយាតាឌុនយ៉ាوزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورة هود آيات 15 និង آيات 16 មានន័យថាជនណាចង់បានតែជីវិតនៃការរស់នៅក្នុងលោកីនេះនឹងគ្រឿងលំអររបស់វាយើងនឹងប្រទានដល់គេយ៉ាងពេញលិញទៅតាមទង្វើរបស់ពួកគេនៅក្នុងលោកីនេះដោយគ្មានខ្វះបន្តិចសោះឡើយពួកគេទាំងនោះហើយគឺជាក្រុមដែលគ្មានទទួលបានអ្វីសោះនៅថ្ងៃបរលោកក្រៅពីភ្លើងនរកហើយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើត្រូវបានវិនិច្ឆ័យសាបសូន ហើយអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តកន្លងមកក៏ត្រូវទុកជាមោឃៈបានន័យថានោះណាហើយដែលធ្វើអំពើល្អក្នុងគោបំណងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍នេះសុទ្ធអត់មានលាយជាមួយនឹងគោបំណងដើម្បីថ្ងៃអាខិរ៉ាឬក៏ដើម្បីបានប៉ះឡើងអំពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាអត់មានលាយឡំសោះនឹងហើយគឺជាប្រកាសជ្រេចជាងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាថា គាត់នឹងប្រទៀនឲ្យដូចអ្វីដែលពួកគេចង់ចង់បានទុនយ៉ាគាត់ឲ្យទុនយ៉ាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គាត់នឹងមិនទទួលបានអ្វីនោះទេប្រកាសជ្រេចមួយនេះគឺជាកិច្ចការល្អិតតែភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វាគឺមានសភាពធំធេងបានន័យថាតិចតួចមែនទែនកលិចតែបន្តិចធ្លាក់ចូលនៅក្នុងនេះឬក៏អាចល្អអាចអាក្រក់ក្នុង រឿងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះក្នុងរឿងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍យើងសម្បាយ៉ាងដើម្បីអល់ឡោះបន្តមករឺក៏យើងសម្បាយ៉ាងអត់មែនដើម្បីអល់ឡោះទេគឺដើម្បីឲ្យគេអួតសរសើរដើម្បីឲ្យគេប្រទានលាភសក្ការៈផ្សេងៗគឺទាំងអស់នេះយើងហៅថាគឺជាប្រការជ្រេចសិតក្នុងគោលបំណងសិតក្នុងគោលបំណង